Alo, chào cả nhà. Từ Lisa tìm cái bài quốc ca Việt Nam phát lên cho chúng nó tức chó chết cha chúng nó hết này. Bây giờ mới được ăn sáng đây. Bây giờ mấy giờ đấy nhỉ? Bây giờ gần 12 giờ rồi, đi sáng mới được ăn sáng đấy. Vào đây ăn rồi. Cả nhà ăn chưa, ăn trưa chưa? Hình như ở Việt Nam giờ này bắt đầu đi ngủ trưa hay sao? Chúng nó nghe này, chúng nó tức lắm. Đó, tức cơ chết bớt rồi, ở đứa nào tức cơ nó lên lên cơn nó tức cơ chết rồi. Ra ngoài ngồi đó mát. Chào chào tất cả các anh chị em, các cô dì chú bác, toàn thể các bà con nhìn đến đây xa nhé. Đây cả bây giờ nếu được ăn ăn sáng, đi từ sáng rồi xong rồi nấu canh nấu nướng rồi rửa bát quét nhà, bây giờ mới ăn. Chào các bạn. Tại sáng nay Lê Già mới mới vấp phải một cái vật thể kỳ lạ. Cái thằng nào á, nó đe dọa Lê Già. Nó lại lên sóng, nó bảo là nó cái gì, xem nào. Lê Già xem lại, nó nói là nó cảnh cáo Lê Già. Mà Lê Già nghe không rõ rồi, nó nói là nó kiện cái gì đó rồi cái gì là làm sao rồi nên nên sao nói thế này này, Lisa xin lỗi những cái người mà ở cái phía mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà người ta hiểu được, không có thù hận nữa. Những cái người đấy nên xà không nói, nhưng mà nên xà nói với những cái người mà còn cái sự thù hận là cái gì đấy, cái chế độ ngày xưa đấy, là nên xà nói này này. Nên xà sinh ra, nên xà chưa bao giờ nên xà nhìn thấy cái lá cờ Bác que, cái nói chung là nói một cách lịch sự là cờ vàng ba sọc đỏ đi. Nên xà sinh ra đời, nên xà không bao giờ nên xà nhìn thấy cái lá cờ đó. Và Lê Sà cũng không có cái gì hận thù với cái lá cờ vàng đỏ, cờ đỏ sao vàng. Ok, vậy thì làm sao mà bắt Lê Sà phải thù cái lá cờ chính thức của Việt Nam, đúng không? Thì làm sao Lê Sà có thể chửi lại cái lá cờ chính thức của Việt Nam được, đúng không? Và bắt Lisa phải thương yêu cái lá cờ cờ
Cờ Vàng Ba Sọc. Và cái đất Úc này nó cũng không không có cái, trong cái luật pháp của Úc này là cái luật là ở trong cái hiến pháp của cái đất Úc này là phải là yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ cả. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ chỉ là cái lá cờ của cái cộng đồng, cái community, chơi với nhau ở trong cái cộng đồng đó thôi, nó chẳng là cái gì ở cái đất Úc này cả. Ok, đừng có đem ra đe dọa tao. Ok, I don't care. Mẹ cứ suốt ngày mang ra chửi nhau, suốt ngày cờ cờ quạt quạt nghe lộn hết cả tam bảnh hết. Lisa đang bực mình nhá, để cho Lisa. Rồi nó Hello. À, chào các bạn nhé, chào Trần Thắng, chào hết tất cả các xinh trai xinh gái rồi các bạn nhìn thấy Lisa. Lisa cũng vừa muốn lên đây ngồi vừa ăn vừa nói chuyện các bạn cho vui. Trời hôm nay cũng đẹp, nắng đẹp. Rồi lên trên mấy này hơn nữa, Lisa nói này này. Những cái người mà người ta đã từng đi, người ta sang Việt Nam, người ta đánh, người ta chiến đấu rồi người ta chết, người ta bỏ mạng ở Việt Nam, người ta ghét cái bọn Việt Nam Cộng Hòa như chó. Nói thật cho mà biết, chỉ vì chúng nó rồi người ta bỏ mạng ở Việt Nam, người ta ghét như chó. Người ta không nói ra thôi. Mẹ đến sư bố khỉ, nó còn suốt ngày, nó ở cái gì ở... Xem là để lên sàn lên trên đây lên sàn. Lên sàn xem cái thằng nào nó cảnh cáo Đa mình. sóng nó bảo là thằng này, thằng bọ mẹ này, thằng này nó cảnh cáo mình, nó ở cái gì văn phòng level 227 Cabramatta New South Wales 200 2166 cái gì nó nói gì. Yeah, bọn đó nó ở cái gì Cabramatta. Nó chống cộng ở bên đó. Trời ơi khổ lắm cơ, rời đất à. Bây giờ Úc mới này Việt Nam bây giờ người ta đã bang giao với nhau, người ta đã bắt tay với cộng sản rồi, treo cái cờ và cờ cờ đỏ sao vàng to tổ bố ở Úc này, buôn bán với nhau như là gì ấy, mà chúng nó còn chống chống cái gì nữa không biết nữa. Con cũng nạy các bố các mẹ thôi. Cái giờ này còn lừa đảo nhau nữa, không biết lừa nhau để làm cái gì nữa.
Sydney đó. Thì nên xà biết rồi, nên xà buồn buồn đó, khi cũng mua vé lên đấy chơi để gặp mấy các anh, xem các anh ấy muốn làm cái trò gì, không biết đánh thì xà, hay muốn giết thì xà, hay muốn đánh thì xà, hay muốn nói cái gì, hay là muốn kiện cái gì, là mẹ nó ra tòa ấy. Bọn ấy không biết có tiền nộp để mà kiện đi xa nữa không ấy. Cứ suốt ngày đe dọa thôi, không biết là, cứ bực hết cả người ấy. Sốt hết cả ruột ấy. Mấy cái thằng già ấy, điên điên khùng khùng ấy. Xe bát á, đi đi xe 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 buýt có hơn 100 đồng thôi, đi máy bay cũng có hơn 100 200 gì đó, đi xuống đây gặp cha nó thẳng cái con này lên nói chuyện đi, cứ sốt ruột quá rồi. Chào Nguyễn Thị Bạch Yến, chào Trác Hồ. Chào tất cả các bạn nhé. Lắm khổ quá cơ, ở bên này có đáng bao nhiêu tiền đâu, có hơn 100 đồng, đi thẳng lên đây ngồi nói chuyện không thì họp nhau ấy, thuê một cái hội trường ấy, có mấy trăm đồng ấy, mời Lisa đến muốn nói cái gì, muốn chửi, muốn đánh, muốn đập hay là muốn cái gì á, ngồi nói chuyện với nhau hay tranh luận với nhau hay cho nó vui. Nó khổ, chửi nhau cũng được, làm sao mà cứ phải đe dọa nhau, lớn hết rồi, già hết một lũ với nhau rồi mà lắm chuyện quá cơ. Nên sao cũng buồn buồn nên nên nên, nên ngồi chơi nói chuyện thôi chứ còn ông bực mà đang bực mà ăn sáng vào thấy ngon quá đi. Thì Lisa, cái tính của Lisa là ăn không thích ăn một mình, cho nên là thích ăn ngồi ăn có người nói chuyện. Có chuyện gì vậy? Đâu có chuyện gì đâu, ngồi đây ăn một mình thấy không có ai nói chuyện thì mình ngồi đây vào đây nói chuyện chơi với mọi người này. Thường thường ấy nên giờ hay đi ăn ăn sáng hay là đi đâu ăn uống hay có bạn bè ngồi nói chuyện, hôm nay không có ai nói thì nên này ngồi nói chuyện với mấy các bạn này. Hơn nữa cái mình lại thích nói chuyện chính trị. Ăn uống ngồi nói chuyện đó vui đúng không? Chúng nó cảnh cáo Lisa là tại vì Lisa nói là cái chuyện cờ quạt gì đó. Cái bữa hôm ấy là cái hôm đó là có ai, cái bọn nó xông vào nó cướp cờ của mấy cái em học sinh á. Xong rồi nó đe lên sàn là nó kiện lên sàn. Lên sàn lại nó đến đây kiện đi, đi lên kiện tổng thống nữa, đi bắt 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 tay mấy lại cộng sản đấy. Bố cái bọn nó bị sao ấy. Tận con mẹ nó hết rồi. Thưa mấy mẹ mấy bố căm thù cộng sản ấy, là tôi sinh ra tôi đâu có nhìn thấy cái cờ của các cụ đâu, đúng không? Tôi chỉ nhìn thấy cái cờ đỏ sao vàng thôi, còn mấy cái cờ ba sọc đỏ ấy, tôi đâu có cứ bao giờ tôi nhìn thấy cái cờ đấy đâu. Tôi sang đây tôi lại cứ tưởng là treo đầy ở cái phố mấy cái cờ nhỏ nhỏ ấy, tôi lại cứ tưởng là cờ cờ dịch tả, tôi đâu biết đâu. Về sau này tôi mới biết là cờ cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của Việt Nam Cộng Hòa ấy, tôi đâu biết đâu. Cho nên là về sau này các vị nói thì tôi mới biết đấy chứ tôi đâu có biết cái cờ đấy là cờ cờ của chế độ ngày xưa đâu. Các vị cứ bắt tôi yêu, các vị làm sao tôi yêu được, không? Các vị muốn tôi yêu thì các vị về Việt Nam ấy xong rồi cướp lại chính quyền đi, xong cắm cái phập một cái ở Ba Đình ấy thì tôi này tiếp tục tôi yêu các vị, ngon cái gì nó cũng phải có lý do chứ. Bây giờ về làm một cái cướp lại chính quyền ấy, ông cắm mấy cờ cái phập một cái ở giữa giữa thủ đô ấy, thì tôi mới yêu được các vị chứ. Em chứ cứ ngồi đây chửi nọ chửi kia xong rồi đe dọa đe này đe kia ở cái đất Úc này, tôi là
dân bây giờ tôi cầm quốc tịch Úc, tôi là dân Úc. Ok, cái chính phủ Úc này nó không nói tôi phải yêu các vị. Ok, nó không nói tôi là không phải yêu cái lá cờ của các vị. Ok, tôi cũng chả biết các vị là ai cả. Ok, nó không nằm trong cái hiến pháp của cái đất Úc này. Ok, bao giờ phải yêu các vị, tôi sẵn sàng tôi yêu các vị. Ok, sau so